Rồi, chào mọi người nha. Mà mình sẽ làm cái video về cái bài bát iPad Gen 5. Máy này thì phiên có bản phiên bản 4G nha. Rồi, giờ tôi một khi thì mình sẽ gắn cáp vô máy tính, mình check power tool coi nó đang chạy hết bao nhiêu. Rồi, nó chạy UNIX là 16 chấm 7 chấm 8 nha. Rồi, giờ mình sẽ tiếp tục mở cái bao tool lên. Đầu tiên mình sẽ get FT nha, no cancel đi. Còn thì mấy iPad phiên bản mà có 4G rồi thì mình sẽ không cần cancel nha. Còn mấy bản Wi-Fi thì bắt buộc phải cancel. Rồi, này get cho nó ok hay không? Rồi ok, thì mình sẽ làm đi. Đây sẽ boot debug nha. Chọn cái ta. Chọn sẵn cái file biết nha, đúng file của nó nha. iOS 16.7 chúng ta. Rồi, sẽ bút phần biết. Rồi, nó đi xong rồi, rất là mòn cái nhỉ. Sau khi quét xong thì mình sẽ xuống một bài bát nó trên series nha. Thì thường thường cái dòng máy bát Gen 5 này, máy bát bằng RAM này xong thì nó hay bị lên táo sập lắm. Lên táo sập à. Nè, cho mọi người xem. Thường cách fix thì mình sẽ chạy bao tool mà giữ dữ liệu nha mọi người. Mình thử cái chạy được không, tại vì không có cây được hay không á. Nếu không được thì mình phải fix cách khác. Mình sẽ sẵn mình chỉ cho mọi người xem cái cách fix các bài bát chỉ khác luôn nha. Cách này anh thấy chỉ đặc biệt Gen 5 mà bị lỗi gì thôi. Những dòng máy bát khác thấy không có bị, mình chỉ sao có Gen 5 bị. Rồi, giờ mình sẽ lát dữ liệu ha. Đừng lát xong nó sẽ lên, nhưng mà cỡ mấy giây nó sẽ tự động nó dâng mình là tiền rồi. Rồi mình sẽ hướng dẫn mọi người cách bypass kiểu khác nha. Mình đã bị mấy cây trên iPad Gen 5 rồi, mấy dòng iPad khác thì thấy không có bị lỗi đó. Chỉ Gen 5 mà khi bypass ram disk xong mà nó bị lên táo tắt. Lúc này mình quay nhanh nha. Rồi, nó quay chạy xong thì máy cũng sẽ vô trong được nha. Nó vô được chút nó sẽ tự động dăng.
dân ra màn hình NFT sẽ dính hài lao lại. Đoạn chút nha, con má nó vô trong. Vâng, nó vô trong cũng bình thường hết á. Đoạn chút cảm ứng nó chưa có ăn, hơi chậm. Rồi. Đó, đoạn đồ này xem nó. Đó, rồi thấy không, nó dâng vô hình nó bắt FT lại ha. Rồi sẽ dẫn cách lắp cách khác để nó không có bị dâng FT vậy. Tiền thì mình sẽ mở bao tua lên nha. Chỉ thấy là nhận máy cái mình sẽ bắt theo kiểu Yoret nha. Ở đây chỗ Yoret giờ bữa tuần báo là no nha, là chưa Yoret. Giờ mình sẽ tiến hành Yoret. Ok, tiên mấy bạn sẽ lên Google á, search download Winra 2.1 nha. Đây. Đó. Vô bấm vô. Đó, nó chữ download rồi mình download vậy ha. Sau khi giải nén ra thì mình này mình có sẵn giờ thì mình download sẵn rồi. Đây. Để nén như là sẽ ra tool này, rồi giờ mở cái tool Winra 2.1 lên nha. Rồi sau khi tool lên thì mình để cho nhận dạng cái iPad bằng cái nha, nó đang nhận đó. Rồi ok, iPad Gen 5 đây 16.7.82. Giờ mình sẽ kích vào cái mục dưới đây là bác iOS 15 đến 17 chấm nha. Rồi. Rồi để tôi nó chạy xong nó sẽ treo recovery. Xong mình sẽ bấm start. Mình giữ nút nguồn và nút volume, nút nguồn đánh 3 giây dành buông ra giữ volume. Thế là giữ nút home. Rồi, ok tôn giải ha. Rồi, cái cổng cáp của mình nó bị lỏng. Giờ mình phải tắt cái tôn mình khởi động reset cái iPad lại làm lại từ đầu nha. À, cái lỏng cáp. Rồi. Đợi cái iPad nó lên nguồn đây thì rồi mình làm từ đầu ha, cũng giống như nãy thôi, đợi nhận cái iPad rồi xong cho tôi nó đưa cái iPad về chế độ recovery. Rồi bấm start ha. Rồi, trên máy thì bấm nút nguồn nút home 3 giây là buông nút nguồn giữ nút home. Nào tôi nhận mình buông home nha. Rồi ok. Giờ thì để tool chạy ha. Mình thấy cách này bypass thì nó cũng lẹ hơn là mình ram disk luôn rồi. Nói chung là nhiều cách bypass nhưng mà cách nào tiện thì mình làm thôi. Lúc này trên cái iPad sẽ hiện ra biểu tượng Yoret ha.
Rồi đã vô ghét xong, mình tắt cái tuần này rồi mình đợi cái iPad khởi động lên. Rồi mình sẽ mở bao tool lên nhanh để mình kiểm tra lại. Đấy, bây giờ chỗ Vdes ở báo Z là hai, vì là mình đã Vdes thành công rồi đó. Không phải báo Z gì mình mới ra báo được nha mọi người. Chứ nó để nô là mình chưa Vdes được đó, mình phải làm lại nữa. Ok, mình sẽ mở cái tab nó bầu vô mình bypass ha. Kéo xuống cái mục bypass sẽ có chữ bypass Vdes nè. Rồi, mình chọn vô. Rồi mình chọn no trên series, nó không có trên series mình sẽ chọn no trên series ha. Vậy là đã báo thành công nha mọi người. Rồi đợi cái iPad khởi động lên thôi. Cách này thì mình thấy dành cho Gen 5 là thấy ok nhất nha. Không có bị chết táo tắt gì hết á. Nó xong rồi máy vô bình thường luôn, còn nó công mà phải chạy giữ dữ liệu rồi mất thời gian. Rồi, vô trong xài ok ha. Rồi như là cái video bài bát với iPad năm của mình cũng đã xong nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình. Nếu thấy video hay cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Xin bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người ở cái video tiếp theo.